10. Còn em được điểm 2 thì sao anh? Học hành được chỉ là 2 điểm em. Tiếp được anh. Mình 1 cộng 1 bằng 2 đúng. Mà sao nữa? Cô chấm được có 2 điểm. Thằng anh mình thì 1 cộng 1 bằng 11. Sao? Lại sai. Sao cô chấm 10 điểm? Em học giỏi quá, để anh cho em ăn xoài nhá. Ngon không em? Ngon, ngon anh ạ. Anh ơi, em rửa bát xong rồi, anh cho em ăn xoài với. Em học ngu lắm. Ăn cái vỏ thôi. Đây, đây. Sao anh cho thằng này ăn miếng này mà sao anh cho em cái vỏ? Vì mày học ngu á. Đi quét nhà. Anh em nhớ đăng ký kênh để giúp mình học giỏi nhá. Anh ơi, hôm nay em được 3 điểm rồi, anh thưởng cái gì cho em ăn đi. Còn em 10 điểm thì sao anh? 3 điểm rồi ăn cái gì đi? Ăn cái đít này. Còn em được 10 điểm này, anh cho cái kem này. Cảm ơn anh nhá. Ngon quá. Anh em nhớ đăng ký kênh để giúp mình học giỏi nhá. Dê, hôm nay em được 4 điểm rồi, anh kiếm gì ngon cho em ăn đi. Còn em 10 điểm thì sao anh? Được có 4 điểm mà nói ăn à? Tập đi đi. Đi ăn xin. Ông đi qua lại bà thì là cho con xin ít đồng. Bà thì là cho con xin ít đồng. Dê. Em học giỏi em ăn đi em. Anh ơi, em có 100. Ôi, em học dốt quá. Đưa tiền cho anh rồi đi về. Đi về đi, ăn uống gì nhá. Ngon à. Anh em nhớ đăng ký kênh để giúp mình học giỏi nha. Anh ơi, hôm nay em được 6 điểm rồi, anh coi mua cái gì cho em ăn đi. Còn em 10 điểm thì sao anh? Có 6 điểm bằng 10 đi. Đưa cho gì ăn. Nhanh. Còn em Văn Trương ơi. Wow, sướng quá, mình được huy chương rồi. Ăn đi em. Anh mua con vịt cho em này. Nhìn ngon rồi. Anh cho em cái đùi này. Em ăn có ngon không? Wow, ngửi là thấy thơm rồi anh ạ. Anh ơi, cho em ăn với. Ngon không em? Ngon anh ạ. Anh ơi, cho em ăn với. Em á, học dốt. Ăn cái gì? Dốt. Ăn cho nô rồi. Mày nhớ đăng ký kênh cho tao nghe chưa? Ăn đi em. Còn cho em ăn đi. Còn em 10 điểm thì sao anh? 7 điểm mà em. Rồi. Hôm nay anh tặng em quả bóng này. Nhảy đi em. Nhảy đi em. Nhảy đi em. Trước nha em. Còn em được 10 điểm à? Dạ anh. Anh tặng em quả bóng này. Anh em nhớ đăng ký kênh để mình học giỏi nhá. Anh ơi, hôm nay em được 8 điểm rồi. Còn em 10 điểm thì sao anh? Wow, hôm nay em được 8 điểm à. Wow. Thôi, anh có quà cho em này. Ngồi xuống. Hôm nay cho em uống Coca-Cola nhá. Wow. Okay. Anh sẽ bỏ thêm xê chùi vào nha em. Chùi vào tỉnh nó lắm. Anh nhanh nhớ đăng ký kênh để giúp mình học giỏi nha. Anh ơi, hôm nay em được 9 điểm rồi. Thôi hai em, anh dần đi chơi đâu, đi nhanh đi. Yeah. Thôi lên xe, lên xe, lên xe, lên xe. Lên xe quẩy lên các em. Đưa ra rồi, đưa ra rồi.
Wow, sướng quá anh à, hôm sau em phải học giỏi để được đi chơi.